Xin chào, chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Video này mình tiếp tục chia sẻ cho anh em thủ thuật trên Messenger là bật tắt bong bóng chat. Thủ thuật này cũng khá là đơn giản và đa số anh em đã biết rồi. Và video này mình chia sẻ cho anh em còn lại chưa biết, anh em biết rồi, bỏ qua giùm mình. Mình bắt đầu nghe anh em. Rồi, bây giờ anh em bắt đầu mở Messenger lên. Anh em nhấn vào biểu tượng avatar ở đây. Tiếp tục anh em sẽ nhấn vào cái chữ là bong bóng chat. Anh em bật lên. Vậy là xong anh em. Rất là đơn giản. Và khi anh em sử dụng bong bóng chat trên Messenger này một thời gian mà anh em muốn tắt nó đi, thì bây giờ tiếp tục anh em trở lại Messenger. Rồi anh em chọn vào biểu tượng avatar. Tiếp tục anh em sẽ chọn là bong bóng chat. Rồi anh em chọn tắt. Vậy là xong. Rất là đơn giản anh em. Và mình dừng lại nội dung ở đây luôn. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.